có mấy con cho con nhỏ mà muốn nói nó nói đi. Nhất hai người đọc. Dạ con đi trước. Hai người đọc trước. Hai người. Con đọc con hết thì con mới đọc. À, con thích đọc, mới con đọc. Thích thì con mới tập. Khoan để tôi ráng hiểu câu này. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Con là hữu ý hào. Con là Trần Đĩa Bần. Con là siêu trời năng giới. Tên của hai bạn nghe giống như phim kiếm hiệp nha. Hứa Vị Thông, Trần Tiểu Bang, Dương Tiểu Muội đồ. Cái tính chất này còn kiếm hiệp hơn nữa là anh. Đây là hai người bạn, không phải là anh em trong gia đình, nhưng mà sinh cùng tháng, cùng ngày, cùng năm với nhau. Đó, cho nên là thân với nhau và cùng nắm tay nhau đi thi siêu tài năng nhí à. Như vậy là thần số học giống nhau. Định mệnh cho hai cháu là một partner ba tin. Tại sao tụi con lại mê đi ba tin mà không có mê môn khác? Có mấy con cho con nhỏ mà muốn nói nó nói đi. Nhắc nó bài. Nói được hai con chi để con truyền lại. Dạ, con đọc con hết thì con mới đọc. À, con thích đọc, mới con tập. Con thích thì con mới tập. Khoan để tôi ráng hiểu câu này. Ai đưa con đi tập đầu tiên? Dạ ba. Ba hả? Ba. Ba con có chơi ba tin không? Dạ không. À, sợ té. À, ba sợ té nên không có tập nữa. Vậy thì cho con hỏi là bạn nào là đi tập trước vợ? Dạ cho người. Cái gì? Hai người tập. Dạ con đi trước. Hai người đọc trước. Hai người. Cái bà kia bà phải là hai người tập chung. Cái ông này không, tôi tập trước. Cái bà kia nói không, hai người. Trời ơi, cái ông này không, tôi tập trước mà. Cho cô Nhi hỏi nè, tụi con tập bao lâu rồi? Dạ trong tập 1 năm. Con cũng tập 1 năm luôn. Vậy là tập chung đó. Cũng là tập chung cùng lúc với nhau á. Mà tụi con tập cái này tụi con có té không? Dạ có. Mỗi lần té đau thì mình làm gì cho nó hết đau? Đeo bảo hộ. Đeo đồ bảo hộ, giỏi quá. Hai đứa là ai giỏi hơn? Dạ con. Khoa, nhưng mà Khoa chạy nhanh hơn con. Thông chạy nhanh hơn con. Cái này nó có duyên quá ha. Bữa nào mình mua thử cái này mình tập bây giờ. Cái này vui lắm á. Anh phải đi thì anh mới thấy được là mấy đứa nó cố gắng như thế nào. Không dễ như tôi nghĩ nha. Sao anh? Dạ. Sao con... thế nhở? Hai con dìu dắt chú về đi. Anh xì nói anh lỡ qua bên đó anh phải chơi cái đi vòng qua. Chơi cái gì? Ta có hai con tàu nó kéo về đây nè. Trời sao hai đứa nẻ giỏi vậy ta. Trời đất ơi. Cảm ơn tụi con. Chú sống rồi. Chú cũng bày đặt đeo đôi giày ra đi cho giống tụi nhỏ đó. Đi cũng được. Chú đi vòng mà chú thấy sao chú? Chú thấy mỏi bắp dế quá. Nãy là chú thử, nhưng mà chú thấy nó khó quá. Cho nên bây giờ chú thua rồi, chú mời tụi con biểu diễn cho chú coi nha. Dạ. Everybody feel it come around with the rhythm, it's a sound. Everybody feel it come around with round with round. Everybody feel it come around. Everybody get down when we give it to you. Everybody feel it come around with round with round. Everybody feel it come around with round with round. Everybody feel it come around with round with round. Everybody in the park. Everybody round the round.